đội quân bí mật chuyển vũ khí cho Ukraine, đặt hàng súng trường Adams có ngay sau 7 tiếng. Bất chấp địa vị, danh tiếng và bất chấp cả nguy hiểm, những tình nguyện viên này quyết bám trụ để làm nhiệm vụ bí mật, vận chuyển vũ khí cho quân đội Ukraine. Họ đi lại trong một nhà kho bí mật ở ngoại ô Kiev, ngồi trên chiếc võng ở góc phố hoặc trên chiếc xe nào đó để chờ đợi những chiếc xe van màu đỏ len lỏi qua những ngôi làng nhỏ và trên những con đường sỏi đá. Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự, một người đàn ông 34 tuổi, Salov, là một nhà quay phim. Anh làm việc cho xưởng phim tại Kiev. Bây giờ anh ấy đang quản lý tất cả số vũ khí bí mật chuyển đến cho Ukraine. Một người bạn và cựu giám đốc sản xuất của xưởng phim cho biết, chúng tôi đã trở thành những kẻ buôn lậu vũ khí. Salov thực sự chỉ đang quản lý một phần nhỏ trong số lượng vũ khí không thể đo đếm được đang được chuyển đến Ukraine qua các tuyến không chính thức và bí mật để hỗ trợ quân đội nước này. Các tổ chức phi lợi nhuận đã gửi các vật tư y tế cơ bản và nhu yếu phẩm như tã lót và nước trong những ngày đầu chiến sự, và nay tiếp tục chuyển các loại thuốc khó kiếm, vật tư y tế và thiết bị quân sự chuyên dụng. Con đường tới Kiev những ngày qua, lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng nổ, có nhiều người đến hơn là đi. Salov đã kết nối với một giám đốc điều hành của một công ty tiếp thị kỹ thuật số ở Kiev, người đang tập hợp một mạng lưới các chuyên gia trẻ có học thức để cùng hành động. Những người bạn của anh trong lĩnh vực ngân hàng, sòng bạc, dược phẩm và công nghệ thông tin tập hợp lại để tạo thành đội quân công nghệ thông tin. Hơn 200 người làm việc cho chi nhánh công nghệ thông tin chính thức của Ukraine. Sau khi nguồn tiền cạn kiệt, các thành viên đã kêu gọi những người bạn giàu có trên khắp lãnh thổ châu Âu hỗ trợ. Ban đầu số tiền quyên góp đến nhanh và nhiều, một số người chuyển tiền mặt, nhưng cũng có một số mạnh thường quân yêu cầu hình thức mua cung cấp, nhưng đều được các đội quân tình nguyện nỗ lực đáp ứng. Cho đến nay, đội quân công nghệ thông tin đã cung cấp mũ quân sự của Israel, UAV từ Anh, kính nhìn nhiệt từ Pháp, công nghệ tìm phạm vi laser từ Canada. Tuy nhiên, cô Sikorska cho biết các khoản quyên góp đã bắt đầu chậm lại. Tại một thời điểm nhất định, chúng tôi không có tiền để quyên góp. Và giờ đây, tất cả những người bạn của chúng tôi, bạn bè của bạn chúng tôi, họ đã cống hiến tất cả những gì có thể. Trong khi Sikorska chia sẻ hình ảnh về chuyến đi trên trang Instagram của đội quân công nghệ thông tin, Virobio đã giúp tìm một chiếc xe tải riêng dành cho Kiev. Virobio, 36 tuổi, đã 4 lần lái xe đến thủ đô, thường là lái xe qua các vùng ngoại ô phía Nam để tránh giao tranh ở phía Tây Kiev. Càng đến gần Kiev, bạn bắt đầu nhìn thấy bóng ma chiến tranh. Nhưng tôi chỉ nghĩ về ngày hôm nay. Tôi ở đây bây giờ. Bây giờ tôi là một phần nhỏ trong chiến lược phản công của Ukraine. Anh nói, một nhà sản xuất phim có trụ sở tại London đã quyết định hỗ trợ UAV cho Ukraine và tổ chức một mạng lưới bạn bè để giúp đưa vũ khí này đến Hà Lan bằng phà, từ đó qua Đức, Áo, Cộng hòa Séc và Ba Lan giáp biên giới Ukraine. Sau khi dừng ở Lviv để thay đổi phương tiện, cuộc hành trình tiếp theo qua các ngoại ô Kiev đầy vào đạn. Cuối cùng, những người liên lạc quân sự chịu trách nhiệm lấy hàng tiếp tế đã được gọi đến và thông báo rằng họ đã sẵn sàng. Giữa Anh và Kiev, những chiếc UAV đã 6 lần đổi chủ và di chuyển hơn 2.400 km. Một người lính ở Chernihiv khi nhận được chiếc UAV trong số này đã hét lên sung sướng. Có nó, chúng ta sẽ đánh bại Nga, người lính này nói. Cùng ngày, các UAV được chuyển giao xung quanh Kiev và ở phía Bắc, lực lượng Nga bắt đầu rút dần về phía đông. Đó là nơi mà nhóm của Alex có thể tái ngộ trong tình thế mà nhiều người lo sợ sẽ là chương đẫm máu nhất của cuộc xung đột.